Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình rất là vui mừng vì hàng vừa mới về. Đập hộp mấy em này quả thật là rất là phê. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu và mở hộp chiếc Tag Heuer này. Đây là một trong những chiếc rất là đặc biệt, chỉ có 400 chiếc trên toàn thế giới. Và nó là phiên bản đặc biệt chỉ bán duy nhất tại thị trường Nhật Bản của Tag Heuer. Với cái phiên bản này, chút nữa các bạn sẽ xem thì cái mặt dial của em nó rất là đặc biệt và 400 chiếc không hề có một chiếc nào giống nhau. Cái điểm này là điểm cực kỳ đặc biệt của nó. Nó chỉ có 400 chiếc trên thế giới và không có chiếc nào giống nhau. Vì cái bề mặt dial nó được làm từ black pearl, đó tức là chai đen. Thì với cái bề mặt như vậy thì mỗi chiếc thì đều có một bề mặt khác nhau, phân và họa tiết khác nhau. Cho nên có thể nói là khách hàng nào sở hữu chiếc này thì đều là có là những chiếc độc nhất trên thế giới. Và bây giờ thì mình sẽ xin mở hộp chiếc này. Chiếc Tag Heuer này thì bên mình về là hàng line new, hàng như mới. Và đây là hộp của em nó. Chúng ta sẽ có một cái hộp ở ngoài, có logo Tag Heuer ở phía ngoài, được làm bằng giấy mười màu đen rất là đẹp và sang trọng. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp da nhỏ. Đó, trên hộp da nhỏ này thì chúng ta có in logo Tag Heuer Swiss Advance, đó từ năm 1860. Phía dưới thì cái hộp to ở ngoài thì chúng ta sẽ có đầy đủ sách, sổ, thẻ, đó tất cả những cái catalog giới thiệu. Đây là Customer Service Book. Ở trong này thì chúng ta sẽ có bộ sưu tập của cái dòng này, Tag Heuer Carrera. Các bạn có thể nhìn thấy những cái chi tiết rất là tốt. Đó, tiếp theo là chính sách bảo hành quốc tế, International Warranty and Warranty Card. Cái này sẽ nói cho các bạn về chính sách. Và với cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này thì sẽ có đính kèm cái thẻ ở đằng sau. Các bạn có thể thấy ở đây. Đó, và đây là thẻ Tag Heuer của chiếc này. Trên chiếc thẻ này thì như mình nói, cái sản phẩm Tag Heuer này chỉ bán duy nhất tại thị trường Nhật, cho nên dĩ nhiên là trên thông số của thẻ này đều là tại bán tại store Nhật và đầy đủ tiếng Nhật. Chúng ta có thể nhìn thấy ngày purchase date rất là gần, đó là ngày 27 tháng 1 năm 2015. Đó, và được sold by Clear của cái store Clear của Nhật, và model này có tên là CR211D. Đó, các bạn có thể thấy là chi tiết và nguồn gốc hàng rất là đầy đủ. Rồi, ok, tôi sẽ bỏ cái hộp này qua một bên và chúng ta sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là chiếc Tag Heuer CR211D Black Pearl. Đây, em nó đây ạ. Hộp này được làm bằng da rất là đẹp. Đó. Và đây chính là em nó. Chiếc này của ICS về thì rất là mới. Đó, ở bên kia, ở bên Nhật thì seller bên Nhật có báo chúng tôi đó là hàng gần như là hàng chỉ là sưu tầm thôi, không có đeo. Và quả thật là chiếc này về thì cực kỳ mới. Đó, các bạn có thể thấy cái độ mới của em nó. Dây thì chúng ta là dây full rồi. Đây là bề mặt của em nó. Tuyệt đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy cái vân của chai nó thay đổi theo từng góc nhìn. Tag Heuer Carrera được hoàn thiện rất là sắc nét và đẹp. Đó. Khi mà chúng ta nhìn như này thì chúng ta có thể thấy là nhiều lúc là mặt dial của nó biến thành màu đen, nhưng mà chỉ cần thay đổi một chút là cái mặt dial nó sẽ biến màu. Các bạn có thể thấy với cái góc sắc độ này, chúng ta có thể nhìn thấy màu xanh và màu hồng, màu tím của nó. Đó, và khi có ánh sáng vào thì em nó thay đổi một vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Đó. Chiếc Tag Heuer CR211D này thì là máy chronograph, cho nên các bạn sẽ thấy là có ba núm ở đây. Đó. Tôi sẽ vặn cót một chút để cho em nó chạy mượt mà hơn đã. Vì chiếc này vừa mới về và tôi quay video đập hộp luôn. Các bạn có thể thấy là dây của nó làm rất là đẹp. Bộ khóa làm cực kỳ chắc chắn và mới. Tag Heuer. Các chi tiết được in rất là chi tiết và độ hoàn thiện phải nói là cực cao.
chúng ta xem qua một chút về máy của em nó. Ở phía dưới thì khác với những cái chiếc bình thường thì cái mặt kính này thì Tag Heuer có làm cái mặt kính màu màu đen, màu khói đen, và ở đây chúng ta có thể thấy một cái chữ là Black Pearl 1887. Đó chính là tên của phiên bản này. Và các bạn có thể thấy ngay số là Japan Limited ở dưới này, tức là cái này là phiên bản giới hạn chỉ bán tại thị trường Nhật Bản. Và chúng ta có luôn cái số của nó, có số thứ tự ở đây là 387/400. Mẫu này chỉ bán ra 400 chiếc. Đó, và các bạn có thể thấy bộ máy của nó rất là đẹp. Bộ máy của nó rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy qua cái lớp kính màu đen này. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Có 39 chân kính ạ. Tuy nhiên tôi nghĩ là nếu như mà cái này nó, cái kính đằng sau này nó không phải là màu khói thì nhìn cái bộ máy của nó còn đẹp hơn nữa. Tuy nhiên là nhìn chúng ta nhìn qua này đã rất là đẹp rồi. Và caliber này được đặt tên luôn là caliber 1887. Đó. Các bạn có thể thấy dây ở phía trong được hoàn thiện rất là tốt. Rồi, quay trở lại với cái bề mặt của chiếc Tag Heuer Carrera CR211D Limited thì các bạn có thể thấy là chiếc này tuyệt đẹp. Khi mà chúng ta đi ra nắng thì chiếc này phải nói là sẽ đem lại một cái vẻ đẹp cực kỳ trên cổ tay của các bạn. Và quan trọng nhất là chúng ta nhìn nó ở các góc độ thì nó không giống nhau, không tạo sự nhàm chán, mà chiếc này nó sẽ thay đổi theo các góc độ của bạn nhìn hàng ngày. Đó. Các bạn có thể thấy khi mà tôi đeo chiếc này lên đó, và khi thay đổi góc độ thì có rất là nhiều góc rất là đẹp. Ví dụ như góc này, một bề mặt quá là đặc biệt và là rất là tuyệt vời của Tag Heuer. Tôi sẽ thử tính năng chronograph. Ở mặt dial của chiếc này thì chúng ta sẽ có vòng tachymeter ở ngoài để đo vận tốc. Đó, theo cái kim chronograph, logo của Tag Heuer và dòng Carrera thì được đặt ở góc 3 giờ. Lịch ngày của chúng ta đặt ở góc 6 giờ phía trong sub dial nhỏ chronograph. Phía trên chúng ta sẽ là có sub dial chronograph foot và ở dưới là sub dial chronograph giờ. Và bên trái này thì chúng ta sẽ có kim dây. Đây chính là kim dây của các bạn đang quay. Chúng ta khi chúng ta ấn này thì kim chronograph sẽ bắt đầu chạy. Đó. Và chúng ta stop nó lại. Reset. Chiếc này còn rất mới cho nên khi các bạn ấn vào các cái núm chronograph này, các bạn sẽ cảm nhận được ngay cái độ mới của nó. Đó, và tôi sẽ chỉnh giờ cho nó lên để chúng ta có thể nhìn thấy dễ dàng hơn. Đó, rất là tuyệt vời. Khi tôi kéo cái chốt này ra thì kim dây có ngừng. Và hacking, chiếc này có hacking stop function. Rất là đẹp. Một chiếc đồng hồ rất là mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần duyên dáng và đẹp. Chiếc này thì phải nói là đúng là rất là độc đáo, và nó là một trong những chiếc mà độc đáo nhất mà ICS đã từng trên tay. Đó. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.